Thế như cái ca như này trước cũng làm một vài ca, nhưng mà nó đúng là như mọi người nói là khi mở ra là nó cứ chảy máu rỉ rả, Máu chảy nó cứ, chảy, cứ cắt đi xong nó cứ rỉ rả, nó không có mạch lớn nhưng mà nó cứ nó không nó cái nghĩa không là có cái điểm, nền đấy nó không có cầm máu được, bản chất là cái nền của cái u nó không cầm máu nó được không có điểm chảy máu, nó đó, động thế vào nên đâu nó là rỉ rả sọ đấy. não bây giờ nó có cái kẹp mạch cái này Dạ. dưới da nó giống như cái kẹp giấy của mình ở đây này. Chỉ Khó có vấn với cái vấn đề tình huống đề của quan mình. tâm, rất quan tâm là nó sẽ mổ, nó sẽ chảy máu trong lúc mổ Đúng để dự rồi. trù máu từ khối hồng cầu trong khi mổ để cho Có thể cái qua sự xét an nghiệm toàn thì này. thể trạng tốt, Tốt, thể tốt. trạng tốt. Đặc biệt chú ý là phần tim mạch và phần hô hấp. Cái thứ hai nữa là cái máu là phải dự trù hai đơn vị khối hồng cầu là ít nhất tối thiểu. Bao nhỉ? Vâng. Đấy, Chuẩn bị trước hai đơn vị máu đi, làm nó cần lại thiết bị bổ cái sung sau. mình đăng ký dần trước đi cho nó ấy. Ừ. Khám lại thử lực này, chụp thêm một số cái phim xương vùng hàm mặt này. Đúng không nhỉ? Đây có chụp CT Có nên scanner dựng được 3D được. nên Dựng được cái này nên tiếp là theo rồi. nữa là cái khám thị lực mới chụp thêm phim cắt lớp vùng hàm mặt này. Với lại chú ý một điều trước mổ là lấy xem là phải sạch kinh độ khoảng 5 ngày. Dăm 7 ngày sạch, tức là lần đấy đầu là làm thì triệt làm như để cơ bản hết sức tối đa có thể được, lấy cái phần u đi đấy, nhưng mà không 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 kỳ vọng đến mức độ mà 100% được. chi tiết quá những cái Và theo nguyên tắc là cũng nên thế. đúng rồi. Rồi thì cái phần còn lại thì bác sĩ Chỉnh sẽ lo hoàn thiện nốt những cái phần khám đánh giá về cái cận lâm sàng về mắt và kiểm tra lại các bi lăng về vấn đề sức khỏe. Thế còn sau cái phần buổi hôm nay thì mình cũng xác định được những mục tiêu cơ bản trong cái lần phẫu thuật đầu tiên. Chúng ta sẽ xử lý những cái phần khối u chính và tạo hình những cái đường nét cơ bản. Thế còn những cái phần mà chi tiết thì chúng ta sẽ sửa trong cái lần sau. Ngoài ra thì có một số cái phần mà chúng ta sẽ phải thảo luận thêm trong cái buổi mà chúng ta sẽ giao ban và họp tiếp về chuyên môn, về hội chẩn tiếp về cái ca này, bởi vì ngoài cái việc mà lệch lạc về phần mô mềm ấy, thì cái ca này nó cũng có những cái lệch lạc về xương hoặc là những cái phần khối u nó ăn vào trong vòm miệng. Chúng ta sẽ xử lý những cái khối u trong vòm miệng đấy vào cái giai đoạn nào, đấy cũng là những cái phần khó, hoặc là những cái phần liên quan đến chức năng rồi ăn nhai của bệnh nhân chúng ta cũng phải tính toán lại, nên chúng ta sẽ rà soát lại xem một lần nữa, sau đó thì sẽ chuyển cho cái buổi hội chẩn lần sau. Chúng ta sẽ quyết định cái hướng là sẽ tiến hành những cái phẫu thuật đó trong cái lần đầu tiên hay là chúng ta sẽ thực hiện tiếp trong lần 2, lần 3. Vì ở bên công thì chúng ta cũng gặp những cái trường hợp kiểu như thế này rất là nhiều, và cái yêu cầu để mà cắt cái khối u đi thì nó cũng không có đòi hỏi cái tính gọi là tính thẩm mỹ quá cao, nhưng mà đối với chúng ta thì với ca này ấy, chúng ta cũng sẽ có những cái vấn đề áp lực về vấn đề góc độ thẩm mỹ ấy, bởi vì nó, đây là một trong những cái trường hợp mà cũng chúng ta cần phải phẫu thuật tạo hình để đạt được một cái kết quả thẩm mỹ tối ưu. Sau này thậm chí phải sửa đến cả từ cái mi mắt cho đến cái cánh mũi cho đến cái nụ cười rồi cái môi cái miệng của cô đấy, những để tạo ra một cái cuộc gọi là lột xác ngoạn mục cho cái cô này đấy, cho nên là cái đó là cái mà chúng ta sẽ phải đau đầu cho cái việc mà lên kế hoạch phẫu thuật. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.